động quá. Anh ơi chưa có nước chấm. Hi, hello mọi người. Và hiện tại thì Yumi với lại chị Vũ Lô Vương đang có mặt tại chợ ốc 39K Đồng Giá, địa chỉ là 42 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Đó, và bây giờ hai chị em mới trình diễn xong cùng chị Vũ Lô Vương đã cộng tác cùng với cái thác Lô Tô Hưng Nam. Thì bây giờ bắt đầu là hai chị em đang được thưởng thức những món ăn ngon tại chợ ốc 39K Đồng Giá với cả nhà nha. Rồi, hello tất cả mọi người nha. Như thường lệ Vân và lời nói đầu tiên xin cho phép Vedette Vũ Đô Phương và Yumi gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương đến tất cả mọi người. Những anh chị em, bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Thu Vương Cái Biên Chiên, kênh YouTube của anh Chết in phố. Chết in thị phố. Đó, chúc cho cả nhà yêu, những anh chị em, bạn bè nào đang xem kênh đó có một buổi tối thật là vui vẻ và mát mẻ nha. Và đặc biệt mọi người rảnh rỗi thì mọi người hãy đến với ốc chợ ốc 39K Đồng Giá nha. Dạ, địa chỉ là 42 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận nhất nha cả nhà nha. Rồi bây giờ mình ăn cái gì trước nè chị? Ăn ốc mỡ chứ đi ốc, em. Ốc mỡ này. Tại chị có mỡ, chị thích ăn ốc mỡ chị chứ. Chị có mỡ, chị thích ăn ốc mỡ, phải không? Em đút chị nha, nóng quá đẹp hội nha chị. Ok dạ. Em. Ồ dễ thương quá. Không ngủ sẵn rồi má. Ủa vậy vậy? Ủa vậy hả? Ủa vậy nãy rồi chị tưởng nóng. Cảm ơn em nha. Ngon quá. Ủa này là ốc mỡ gì em? Ốc mỡ gì vậy? Ốc mỡ cháy tỏi nha. Đây ốc mỡ cháy tỏi. Ủa mình ăn ốc là bằng tay vậy luôn á? Bằng tay, chị quen bằng tay luôn. Có đũa nè, mà tại vì em quen miệng á. Rất là ngon cả nhà, thật sự cái mùi vị nó đậm đà lắm ha. Cái phần mà cháy nó nằm sâu vô trong luôn á. Chị có đó rau á chị, mình ăn ốc. Không có sao đâu, cháy tỏi nha. Cái phần tỏi với phần rau găm cháy vừa tới, con ốc nó không bị cháy đâu. Ăn thoải mái đi. Dạ thật sự rất ngon. Rất là nhiều món rồi. Hồi nãy giờ Vũ My với lại chị Vũ Đô Phương gọi rất là nhiều món nha. Nó có cá thác lát bút xương nè. Rồi cái này em nghĩ chị thích nè. Sò lông á chị. Không. Sao vậy? Chị ghét sò lông lắm. À thôi vậy thôi mình qua. Ăn nghiêu nha. Thôi ăn sò lông luôn đi. Ăn cho thử cho biết. Chị thích thử đây, một lần. Đây dạ, thử một lần có cái gì không nên thử nha. Ok ăn em. Bánh bèo không bao giờ thử nha. Ở xu. Tội bánh bèo xu nha. Mẹ chị kêu chị lấy vợ rồi chị không có lấy vợ được đâu. BD mày lấy vợ cái gì? Đúng rồi, đó. Dạ đây là sò lông. Sò lông nha em, sò lông nướng mỡ hành nha. Dạ. Sò lông nướng mỡ hành với đậu phộng nha. Mời mời cả nhà yêu ăn với chung với em với lại Yumi nha mọi người. À. Ăn đông thấy mỡ nó chảy xuống dưới. Mỡ chảy dưới luôn hả? Ngon quá. Ngon quá. Thật sự rất là ngon. Mọi người nên ghé quán chợ ốc nha. Chợ ốc 39K. Số 42, đường Phạm Ngũ Lão, quận nhất nha. Trần Hưng Đạo. Đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận nhất. 2 giờ chiều đến 4 giờ sáng. Dạ. 2 giờ chiều đến 4 giờ sáng nha. À, thời gian bắt đầu bán từ 2 giờ chiều đến 4 giờ sáng. Cho nên là cả nhà mình cứ việc tranh thủ những anh chị mà. Chị ơi, cái lò luyện đơn phải không chị? Đây là lò luyện đơn đó em. Dạ rồi, bắt đầu em vui là tại Thiên bay ra nha. Ủa, chưa. Cái này là chị nghĩ là biết sao không? Chủ quán phải ngâm 7 lần 7, 49 ngày. Là cái nước lẩu. Đúng rồi. Rồi, khui. Chuẩn bị. Bật mắt lại nha Tài Thiên. Hey. Ba cha. Không phải chị, cái này là lúc đó Tài Thiên bay ra là mình phải làm vậy đó. Ủa này gì vậy anh? Lẩu à. Cái này là lẩu. Lẩu hải sản đó. Lẩu hải sản đó nha mọi người. Mà em nghĩ cái nước lẩu này nó sẽ không ngon bằng nước lẩu. Không, lẩu là mình phải ăn cuối. Ăn cuối thôi. Ờ đúng rồi đó. Nó sôi quá rồi. Nó sôi mình tắt lửa bớt đi. Mình ăn mấy cái món cá đồ trước đi. Một chút tôm rồi vô đi em ăn. Hả tôm vô luôn không? Ăn luôn á. Vậy hả tôm vô luôn đi. Hả tôm vô luôn. Dạ đây là anh chủ quán của em nha cả nhà nha. Rất là dễ thương luôn. Thì anh chủ quán với lại người đẹp Vũ Đô Phương là hứa hẹn cuối năm mình sẽ đám cưới nha cả nhà. Cho nên là hôm nay mời vợ ra đây ăn trước, rồi sau đó thì đám cưới sẽ đãi là hoành tráng là 100 bàn tại địa chỉ là 336 Bạch Hổ Mang nha cả nhà. Không nói đám cưới chúc vợ em cho tăng món tôm nè. Không, dự định thôi. Không, đặt tôm thôi chị. Ờ đó, xe cái nhân chiên của chị Sơn không có vui vẻ đi cái gì cái. Đó mọi người, những anh chị em bạn bè nào mình đi 4 5 người hay là hai vợ chồng đó, hay là nguyên gia đình đó mình kéo lại chợ ốc Đồng Giá 39K. Đó vui vẻ đi rất là ngon luôn. Quán ốc nè rất là bắt mắt luôn. Nãy giờ em mới review là quán ốc mỡ cháy tỏi nè, sò lông nướng mỡ hành với đậu phộng nè. Em bảo đảm chị ăn cái này xong chị ghiền liền. Cái đó gì vậy? Cái gì ốc lên xào dừa thật sự rất. Cái nước cốt rất là béo nha cả nhà. Thật sự. Đây ốc len xào dừa nè mọi người. Á đù à. Đấy. Bút đó bếp nha. Rất là ngon đúng không? Thật sự cái nước cốt rất là béo. Béo quá. Quá béo. Ngon thật sự á, cái này là ghiền luôn nè cả nhà.
ốc len xào dừa nha. Cho nó kiểu như là nó không có ngọt quá mà nó đậm đà cái chất béo của nước cốt dừa nha cả nhà. Ngon quá. Ốc len ngon. Rồi cảm ơn em. Mấy anh ơi, phim đang chạy. Dạ. Em nghĩ là mấy anh YouTube nên mình ăn mỗi một cái một con để thưởng thức chừa cho mấy anh phần cho mấy anh YouTube nữa chứ em thấy chạy nước miếng lắm rồi không có quay kỹ mình nói chị. Đúng rồi đó. Dạ. Mọi người không riêng mấy anh YouTube đâu. Những anh chị em bạn bè nào đang xem kênh YouTube mình cũng chạy nước miếng nữa. Em mới thấy gì đây? Thế ạ. Trời ơi hết hồn. Đây là mọi người, đây là cá gì hả Yumi? Cá hát lá gút xương. Cá hát lá gút xương nha. Giống như chị sau này gút xương ra vậy đó. Trời ơi, chị mập lắm gút không được đâu. Nè mọi người, đây là cá hát lá gút xương nha. Em sẽ nếm thử và thưởng thức cho mọi người xem có ngon không nha. Ăn từ từ chị, mình ăn kiểu quý tộc sang chảnh lên chị. Không phải mình ăn vậy được. Em cắn miếng, không, cắn cái kiểu miếng. Như là chị làm quý tộc lên. Quý tộc có đúng không? Quý tộc mình ăn là giá quy cái khứa cá vô lỗ mũi luôn rồi. Không, đó, chín cá luôn. Quý tộc chị ơi, quý tộc quán xá sang trọng đi chị. Rồi quý tộc, rồi chị sẽ chiều em quý tộc luôn. Cái này là đường má. Ủa? Mẹ đó đang thu quả. Chị chủ nhiều nói chứ ngon lắm. Cái này quý tộc Ấn Độ. Đây, mọi người lên kêu cá nha. Cá lá gì bé? Cá thắt lá gút xương. Cá lá gút xương, ngon lắm thiệt. Ủa sao nói vậy? Nói chung là ngon đồ luôn. Ăn ở quán rất là ngon cả nhà. Đây cái phần lẩu này chắc có lẽ là 5-6 người ăn không hết đó. Hồi nãy em bỏ vô hết mớ rồi đó. Bây giờ để em bỏ mấy con sò vô nha. Đây cái phần lẩu. Bỏ mấy sò vô đây thôi chị ha, cho nó chín ha. Bỏ đi. Cái này đâu phải sò, cái này là con nghêu. Con nghêu mà. Con nghêu lộn. Ủa da, trời nó văng nè má ơi. Ngon lắm mọi người thiệt á. Để gì đó rồi để vô. Trời hỗ trợ đi sao, hỗ trợ đi. Ai đi chợ ốc á, 39k thì mọi người lên kêu món cá nha. Cá lát rất là ngon anh luôn. Anh ơi, đây đặc sản mình quán mình làm món gì anh? Lẩu Tứ Xuyên. Lẩu Tứ Xuyên. Chả giò. Chả giò. Chả giò Hồng Kông. Chả khiểm. Dạ. Đặc sản của quán là lẩu Tứ Xuyên, chả giò Hồng Kông, chả khiểm. Và đặc biệt khi mà Yumi với lại Bộ Nhi ghé thì sẽ có thêm món BD thua nha cả nhà. Dạ đặc sản của quán. Cho nên là chúng ta hãy cùng nhau ghé quán và ủng hộ cho chợ ốc đồng giá 39k, địa chỉ là 42 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Chị Nhã cầm em của chị, em sợ nó gớt nè. Đó dạ. Rồi địa chỉ là 42 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất nha cả nhà nha. Mày đã BD thua không? Bán chờ. Để sao? Và mọi người đặc biệt nha, nên nhớ là mọi người lại ra chợ ốc đồng giá 39k đó, mọi người vừa thưởng nước vừa ăn xong thì mọi người tính bia, mọi người cứ nói tên Yumi là sẽ được giảm 2%. Nhiều vậy má. Trời ơi lấy cái lọc má, nhiều khi 2% mới lấy cái vía mình xuất lên luôn, hiểu không? Rồi nó tên Vũ Lưu Phương. Nó tên Vũ Lưu Phương là giảm giá được 3%. Vậy nó tên Cu Đen. Cu Đen thì mà tăng gấp đôi, tăng gấp đôi, tự trả luôn. Tự nhiên Cu Đen, tôi chết rồi. Tới thiệt luôn á. Nói chứ mọi người rất là ngon luôn. Hồi nãy giờ Yumi với lại Fredes Vũ Lưu Phương thưởng thức các món là ốc mỡ, cháy tỏi nè. Sò lòng nướng mỡ hành. Sò lòng nướng mỡ hành đó, mọi người lia mái vô đi hết trơn. Không biết ngon không, nhỉnh nhỉa đi trả lời. Không, nhưng mà còn món này chị mình chưa ăn nè, nghêu. Nghêu chưa ăn, đúng rồi, ăn nghêu đi bé. Nóng quá chị ơi. Đây là nghêu hấp kìa. Thái, chị nghĩ là nghêu hấp Thái. Nghêu hấp Thái anh. Nghêu hấp Thái, tại cái nước đó thức Thái ngon lắm. Ăn thử đi em nè, chị gấp cho em nè. Hỏi cho em đi. Ok em. Nguội rồi má. Thôi nguội rồi, quên. Trời ơi, tao bị liệu cái gì vậy trời, thôi chết rồi. Bỏ với mày vô đây review luôn. Đây và đây. Đây, con xin mời mẹ. Mẹ nào? Mẹ. Chị hai. Chị hai. Mẹ trong giọng á. Mẹ ơi, chị hai không ăn. Mẹ đang chơi với ba. À thôi cho mẹ chơi với ba đi. Dạ cái này là món mì hải sản với cả nhà nha. Mì hải sản tại quán. Anh ơi cái này mình giá bao nhiêu anh? 119. Hả? 119 ngàn. Và chúng ta sẽ có một món mì hải sản rất là tuyệt vời. Dĩa mì này là dĩa mì của bộ đội nha mọi người. 3-4 người ăn đó nha. Dĩa mì rất là bự nha. Với giá là 119 ngàn. Thiệt, có sao nói vậy, 3-4 người ăn, còn một mình em ăn là phải nửa dĩa. Ủa sao giờ chị ăn dữ vậy? Chị ăn hết, dĩa bự quá. Thiệt, có sao nói vậy, thiệt á, 3-4 người ăn đó nha. Là cái dĩa này là 3-4 người ăn một dĩa, nhưng mà riêng một mình chị là chị ăn nửa dĩa. Chị ăn hai dĩa, nãy nửa dĩa là chị nói trơn thôi, chứ chị ăn hai dĩa, sức chị ăn mạnh lắm, mày khùng lắm, Yumi. Hàng chi nè. Chị đừng có hót cho chị để bình thường đi. Chị để bình thường á. Một phần là đồ ăn ngon. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Tại biết sao không, đồ ăn ngon cho nên em lia hai dĩa. Đây là nghêu nha mọi người. Nghêu hấp Thái. Đó mọi người. Ăn cho nghêu có miệng cho sang lên coi. Sang lên. Ba chị có lỗ mũi chị hơi hở để em hở. Hở xu. Trời bé ơi để chị tự nhiên. Cản chị nha để chị đút vô lỗ mũi nha. Không chị tự ăn luôn đi. Ok. Ở dưới mà. Ủa rồi. Trời ơi. Chị bắt lên chim. Tới đâu rồi chị? Về chị Phương ơi. Trời ơi, đang dừng phà các lái. Kiên Trần kiếm. Ơ Kiên Trần hả? Trời ơi. Thôi chết rồi hết rồi Kiên Trần ơi. Liêu 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 không được ăn nhiều. Ta cũng đã sạch. Dạ. Đây bây giờ bắt đầu mình ăn qua cái gì ta? Cho dĩa mì. Lẩu nha, dĩa mì hả? Mì đi, mì hải sản đi. Đây. Mì hải sản. Ôi ui. Em xin mời cả nhà yêu.
mì hải sản. Em xin mời anh đi về miền quê xa lắc lư. Xa quá là xa thì ở gần đi, chợ ốc 39k. Cái gì cái vui vẻ. Xa quá là vì chi mà lấy giá hạ niệm của xưa. Cái này của giờ mới là giá ha từ của xưa. Cái là giá của chi mà lấy giá hạ niệm của chùa. Cái này mày thì đang review mà để em ý là em nhắc tuần gì để có thêm cái địa chỉ. Ok là 39k đồng giá chợ ốc nha, vui vẻ nha. Rồi, mọi người đây nói lại review tại vì quá thế giới nói tiếng Việt hay tiếng Thái à? Tiếng Tàu. Tiếng Tàu chỉ còn cho người giả mang đại cái chợ chỉ buổi chiều. Ủa mày nhà hãng nó buổi chiều cà đại gia tụi của chồng mới lấy giá. Đây là diễn mì thập cẩm, diễn mì liên bản. Theo nhờ lời dịch của chú My thì đây là diễn thập cẩm mì 119k, có rất là nhiều tôm, mực, nấm, chả và đặc biệt hơn là rau củ đập thập cẩm được các đầu bếp chế biến của 39k đồng giá tại chợ ốc, rất là ngon, rất là tuyệt vời đó. Ăn đi em, để mì nguội. Ủa gì thôi hả? Sực la sực la sực la là ăn sực hả? La sực la sực vô lại la lại la thử thử đi em. Ok bây giờ mình ăn mì nha. Thôi mấy chị ăn mì đi, em kiếm mấy chị ăn mì được. Cái này là cái gì anh ơi? Cái này là cái gì anh? Chắc là bên đó đó. Thằng em kêu quên rồi. Gỏi thái tôm thịt. Đây còn gỏi thái tôm, gỏi thái mực. Dịu hả? Bây giờ cho em miếng nước đi, em uống cái này của chị. Uống miếng nước của chị đi. Vui vẻ nha. Đây là mọi người ơi, đế Vũ Đô Phương sẽ múc một miếng mì hải sản và sẽ ăn và sẽ thưởng thức và review cho mọi người nha. Có sao nói vậy, ngon em nói ngon nha. Và không ngon em sẽ nói đầu bếp và chế biến thêm. Đó, và thật sự bây giờ em sẽ ăn, em sẽ review. Ủa có nước chấm không hay là ăn vừa ta? Có nước chấm kìa. Chấm gì vậy? Có đây nè, đây nè, nước chấm quá trời nè. Ok ok. Đây nè mọi người, mì gói hải sản nha. Đây nè chị cho cha cho đổ em mà. Chúc mừng gấu đỏ, chào bạn muôn nơi, hoan hô mì gấu đỏ, không ngon, tuyệt vời. Mì gấu đỏ đỉnh cao của chất lượng. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó mọi người, đây đấy, là em có khán giả người ta yêu cầu là phải đổ hết cái chén này thử thách ăn. Không 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 đâu có thi được lên chính mình đâu mà đổ muối tiêu xanh vô. Trời đừng có hại tôi bị BD, tôi không có bị ngu. Nè mọi người, đây là mì hải sản nha. Chặt bằng này đi em ơi. Rồi, nói tiếng Hoa. Cảm giác mình như thế nào? Quá xa hù, quá xa hầu, quá xa hà. Hủ len á. Hủ len á. Hủ len á, mạnh mảnh ra tài lũ. Hủ len. Hủ len là đẹp. Hảo á, hảo á. Hảo ra, hảo ra. Lại ra, lại ra. Vừa đó chị học thầy giáo dạy ngôn từ qua lại cho chị đúng không? Hủ len là đẹp. Còn không có. Bữa đó ông thầy dạy con nhỏ bèo đi nha, ông nói hủ len. Ồ, như nè vậy đó. Còn thằng kia nó về nó gõ cửa nó kêu là mà má ai hối mùa, nói mùa nè. Hối mùa là mở cửa, còn hối đầu là mấy con trai già đầu hối. Ủa sao mẹ không cản chị? Thôi chết rồi, xin lỗi mọi người nha, em bị hớ khúc đó. Không, khúc đó mọi người chỉnh miếng giùm em. Dạ, cứ để miếng miếng giùm em một lần thôi. Dạ, có việc kiếm vụ đu vui nha cả nhà. Xui ghê, dạ. Em giỡn á mọi người. Em quăng miếng mà cái miếng nó hơi lẹ. Chụp không kịp luôn. Chụp không kịp. Mì không mì. Rồi, không chị ăn đi. Ngon quá. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thưởng thức tới cái món này đi nha. Cái món gỏi thái. Mỗi người mình ăn một miếng thôi, chùa lại cho mấy anh YouTube với chạ. Tới 7 anh YouTube lần đó. Mình ăn quá trời lắm, ảnh không có đồ ăn, tội nghiệp mấy ảnh nha. Đây, vui cái này đại lại để đẩy tiếp ha. Hay là đẩy lại cái đầu lẩu không để ăn vô. Đẩy lại. Rồi bây giờ mình sẽ ăn, đây chưa chén đó chị. Bà để cái dĩa ăn hết mì đi nuốt đó chị. Cầm cái dĩa đó em review thôi, để xuống rồi. Đây dạ, cái này là gọi là gỏi tôm mực. Gỏi tôm mực. Gỏi thái tôm mực, dạ nhìn rất là hấp dẫn nha cả nhà nha. Em đút cho chị miếng nha chị hai. Tôi rồi ăn. Ăn gỏi thái có tiếng Thái mới ăn. Tiếng Thái phải không? Lúc cái đèn khá mà xuống cái bữa xong mà cái đèn khá khá gọi thái khá bên đây khá ăn đi khá ăn đi khá là khá chỉ một đi khá một nạt na khạp 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 la khạp giang lên mình em quá trời. Đây số quên đi khá được không, đi khá 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 mũi nạt na đừng có lúc gì lỗ mũi chị na đều nuốt đi nát ông đi con. Nghe là mẹ giỏi. Quá số quên đi khá cảm giác như thế nào hả? Cái nào chị cũng vậy hết trơn á. Ngon, hiểu sao nói vậy, giờ ngon chị nói ngon, bây giờ ngon chị nói vậy. Ông xã Thư Vương làm đầu bếp. Trời, chị có ăn kết chứ quá. Không, 39 đồng giá nha. Chị hết quen rồi. Anh mới hỏi đây chưa cưới. Chị hết quen rồi. Chị với anh lục đục rồi. Sao vậy? Tại anh Kiên Trần không phải không? Không phải. Không, tại ai? Có người thứ ba. Rồi, Thành Thảo chứ mà hết trơn. Không có, Lương Bích Thụ, Lương Bích Thụ. Không, Lưu Minh Hữu đâu hả, người thứ ba đâu chị. Ủa? Thanh Thảo với Minh Tiết. Đúng rồi, đúng rồi, vậy là Minh Tiết rồi. Vậy là Cẩm Ly. Không, chị nghĩ... Hồi đó dùng Minh Tiết nhà mình nữa. Đúng rồi, Minh Tiết nhà mình. Bảo đúng không? Đây dạ, rất là ngon nha cả nhà. Bây giờ để em ăn thử một miếng nha. Cái miệng nó này là chẹp miếng này nè.
đó là giống bóng thái đúng không chị? Ủa chị Phương không có cạo râu hả? Chỉ cạo rồi mà nó cạo không có kịp, nó mọc qua ngày mới. Qua ngày mới. Ủa đi nước của em đó. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ còn đợi một món mì chay là có một anh trong YouTube là hàng chay, cho nên là quán đã tặng một món mì chay cho anh YouTube. Rồi bây giờ thì chị Phương ơi, bây giờ mình mời mấy anh YouTube ăn nha. Mình thưởng thức hết rồi, mình cũng đã gọi là gặp nhắm những món ngon tại quán rồi đó. Rồi bây giờ mình xin mời mấy anh YouTube chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức những món ngon tại quán của quý vị. Mình nhớ địa chỉ chị Phương mình giới thiệu nha. Địa chỉ là chợ Ốc 39K Đồng Giá 42 Trần Hưng Đạo, phường, trời ơi sợ cút cái hết hồn, phường Phạm Ngũ Lão quận nhất nha mọi người. Em xin đọc lại một lần nữa là chợ Ốc 39K đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận nhất. Và quý vị mình đang xem trên kênh của Thu Phương Cái Viên Chi cũng như là Chí Linh Sĩ Phố, thì chúng ta hãy nhớ địa chỉ là chợ Ốc 39K Đồng Giá 42 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận nhất, cũng như là nhớ địa chỉ bán cá viên chiên của chị Vũ Thu Phương 716 Trần Hưng Đạo, phường 5. Còn địa chỉ gái viên chiên của em là 783-79 Trần Xuân Toàn, phường Tân Hưng, quận 7. Nhớ ủng hộ và chia sẻ clip này nha. Bye bye, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Quên, mọi người coi clip nhớ subscribe và like đăng ký kênh của anh Chat In Sì Phố, kênh của Thu Phương Cá Viên Chiên, để cho mấy anh có thêm động lực quay nhiều clip hơn nữa, quay nhiều khúc vui nhộn của những chị em cộng đồng LGBT buôn bán để mà giúp tất cả mọi người nha. Ok, rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Để xe thôi.